Zuma xin chào các bạn và chào mừng các bạn lại tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Và mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt năm học cấp 3 này. Và hôm nay mình lại tiếp tục giải cho các bạn những câu hỏi trong đề thi minh họa năm 2020 nhé. Và câu hỏi mà mình hôm nay muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là câu 49 trong đề thi, là một câu hình học không gian và có nội dung như sau. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là một tam giác vuông cân tại A. AB bằng A, góc SBA bằng góc SCA và bằng 90 độ. Góc giữa hai mặt phẳng SAB và SAC thì bằng 60 độ. Tính thể tích của khối chóp SABC. Đáp án A là A mũ 3, đáp án B là A mũ 3 trên 3, đáp án C là A mũ 3 trên 2 và đáp án D là A mũ 3 trên 6. Thì các bạn biết đấy, trong quá trình mà các bạn giải hình học không gian thì tất cả những hình chóp thì các bạn đa phần, đối với những cái bài cơ bản thì thường là hình chóp người ta sẽ cho các bạn cắt để xác định đường cao rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì đối với bài này thì cắt xác định đường cao thì tương đối là khó. Điều đặc biệt mà khi mình coi một số lời giải ở trên mạng thì đa phần người ta sẽ chỉ cho các bạn luôn cái cách xác định đường cao, và dựa vào đó người ta sẽ đi tính cái đường cao và diện tích đáy để từ đó có thể tính ra được thể tích của SABC. Tuy nhiên thì điều đặc biệt của bài này đó là các bạn không cần phải đi xây dựng đường cao nhé các bạn. Mà ở đây mình sẽ dùng một cái phương pháp đó là tỷ lệ thể tích để các bạn có thể làm dễ hơn. Và cũng như mình đã nói rồi đó, thì bất cứ một bài toán nào cũng có rất là nhiều phương pháp làm. Tuy nhiên cái cách mà chọn cho mình một cái phương pháp tốt để có thể giải quyết bài toán nhanh thì luôn là tiêu chí hàng đầu mà mình đặt ra. Ok, như vậy không dài dòng nữa thì mình sẽ bắt đầu vào giải bài toán này nhé. Và trước khi giải bài toán theo phương pháp tỷ lệ thể tích này thì các bạn cần phải nắm cho mình một số cái kiến thức nền như sau. Thì ở bài này nó cho góc hợp bởi hai mặt phẳng SAB và SAC. Như vậy chắc chắn rằng các bạn phải nắm được cái lý thuyết về góc hợp bởi hai mặt phẳng. Đây là học phần của chương trình học kỳ 2 lớp 11. Ở đây mình có thể định nghĩa sơ qua thì góc hợp bởi hai mặt phẳng đó chính là góc hợp bởi hai đường thẳng nằm trong mỗi mặt phẳng mà cùng vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng đó. Như vậy thì để xác định góc giữa hai mặt phẳng thì các bạn chỉ cần thực hiện các bước như là tìm giao tuyến của hai mặt phẳng đó này. Sau đó thì trong mỗi mặt phẳng các bạn cố gắng là đi xây dựng ra hai cái đường thẳng mà cùng vuông góc với giao tuyến là xong. Thì khi đó góc hợp bởi hai mặt phẳng thì chính là góc hợp bởi hai cái đường thẳng đó. Tiếp theo là các bạn nắm cho mình một số công thức như là định lý hàm số cosin trong tam giác thường, rồi các hệ thức lượng trong tam giác vuông, rồi các công thức tính diện tích trong tam giác thường. Ok, điều thứ ba nữa là các bạn cần phải nắm cho mình cái công thức tính tỷ lệ thể tích. Đó là điều dĩ nhiên rồi. Và nếu như ai mà chưa xem video về cái cách mà tính tỷ lệ thể tích thì các bạn nhấp vào đường link hiện ra ở phía trên video này nhé. Hoặc là mình có để đường link ở bên dưới phần mô tả video. Ok, như vậy thì để bắt đầu bài toán thì mình sẽ vẽ hình cho các bạn thấy nhé. Ở đây phần hình vẽ này thì mình không cần phải xác định đường cao nha các bạn. Thì điều đầu tiên mà các bạn có thể thấy được đó là tam giác SAB và tam giác SAC là hai tam giác vuông bằng nhau. Và việc chứng minh hai tam giác vuông này bằng nhau rất là dễ dàng thôi. Bởi vì các bạn có AB thì bằng AC rồi và SA là cạnh chung. Như vậy theo tính chất cạnh huyền và một cạnh góc vuông thì các bạn hoàn toàn có thể suy ra được là hai tam giác vuông này bằng nhau. Do vậy mà trong mặt phẳng SAB mà các bạn dựng một đường BH chẳng hạn, vuông góc với SA tại H, thì các bạn có thể hoàn toàn suy ra được là CH nó cũng là đường cao của tam giác SAC. Như vậy thì các bạn thấy đó, theo định nghĩa về góc hợp bởi hai mặt phẳng thì như vậy ta đã có được là hai cái đường thẳng BH và CH cùng vuông góc với giao tuyến SA. Thì như vậy góc hợp bởi mặt phẳng SAB và mặt phẳng SAC thì đó chính là góc hợp bởi BH và CH. Và nhiều bạn mắc sai lầm ở đây đó là góc BHC này nhiều bạn sẽ cho là bằng 60 độ. Tuy nhiên các bạn để ý rằng nếu góc BHC là bằng 60 độ thì tam giác BHC sẽ là tam giác đều.
mà BC thì các bạn dễ dàng tính ra được nó bằng A căn 2. Do vậy thì đấy suy ra được BH bằng A căn 2. Như vậy điều này dẫn đến sự vô lý, bởi vì các bạn quan sát trong cái tam giác BHA là tam giác vuông tại H, thì BH là cạnh góc vuông thì không thể nào mà lớn hơn cạnh huyền là AB được. Ở đây cạnh AB bằng A. Do vậy góc BHC này không thể là góc 60 độ được, mà nó chính là góc bù của góc 60 độ, là góc 120 độ. Và mục tiêu tiếp theo của mình đó chính là đi tính cái SH và SA, để từ đó ta có thể suy ra được tỷ lệ SH trên SA, để hỗ trợ cho cái công thức tính tỷ lệ thể tích của mình làm ở khúc cuối. Ok, như vậy thì mình sẽ bắt đầu tính từ cạnh HB nhé. Thì mình xét tam giác BHC thì các bạn áp dụng định lý hàm số cốt, thì ta sẽ có được là BC bình thì bằng là HB bình cộng cho HC bình trừ cho 2 lần HB nhân HC nhân cốt 120 độ. Trong đó thì BC bằng A căn 2, HC thì bằng HB luôn. Còn cốt 120 độ thì bằng là âm 1/2. Như vậy các bạn thay vào và rút HB bình ra, từ đó ta sẽ có được là HB thì sẽ bằng là A căn 6 trên 3. Lúc này các bạn xét tam giác vuông BHA, có HB và AB rồi thì các bạn có thể tính được AH. Thì ta sẽ tính ra được AH sẽ bằng là A căn 3 trên 3. Tiếp theo là các bạn xét tam giác vuông ABS, có BH là đường cao, thì áp dụng công thức bình phương cạnh góc vuông là bằng hình chiếu nhân cạnh huyền, thì ta sẽ có được là AB bình thì bằng là AH nhân cho SA. Từ đây ta cũng có thể suy ra được là SA sẽ bằng là AB bình trên cho AH và bằng là A căn 3. Như vậy lúc này ta áp dụng công thức tính tỷ lệ thể tích của khối chóp SHBC trên cho thể tích của khối chóp SABC thì chính là bằng là SH trên cho SA. Trong đó SH thì bằng là SA trừ cho AH. Như vậy thì ta cũng tính ra được là SH sẽ bằng là 2/3 A căn 3. Như vậy ta sẽ có được tỷ lệ là bằng là 2/3 A căn 3 trên cho A căn 3 và bằng là 2/3. Từ đây ta suy ra được là thể tích của SABC thì sẽ bằng là 3/2 thể tích của SHBC. Lúc này chúng ta nhìn vào cái thể tích của SHBC thì ta sẽ thấy được là SH chính là đường cao, bởi vì ta có được là HB và HC đều vuông góc với SA rồi, nên dĩ nhiên là SH sẽ phải vuông góc với mặt phẳng HBC. Như vậy lúc này thể tích của SABC sẽ bằng tiếp là 3/2 nhân cho 1/3 SH nhân cho diện tích tam giác HBC. Và diện tích tam giác HBC thì các bạn có thể dùng công thức theo sin nhé các bạn, tức là bằng là 1/2 HB nhân HC nhân sin của một góc 120 độ. Như vậy lúc này thể tích SABC lại tiếp tục bằng 1/2 nhân cho 2/3 A căn 3 nhân cho 1/2 nhân cho là A căn 6 trên 3 nhân A căn 6 trên 3 và nhân cho sin của góc 120 độ và bằng là A mũ 3 trên cho 6. Thì tất cả những cái tính toán này thì các bạn tự tính toán nhé. Ở đây thì cái phần tính toán này thì mình sẽ làm hơi tắt một tí. Do vậy nếu như bạn nào mà tính toán chậm thì bạn có thể lên máy tính mà bấm nhé. Ok, như vậy là lúc này ta sẽ chọn đáp án là D. Và các bạn thấy đấy, rõ ràng bài toán này thì mình không cần phải xác định đường cao của hình chóp. Do vậy những cách giải mà phụ thuộc vào đường cao của hình chóp thì mình đánh giá nó sẽ khó hơn so với cách giải dùng tỷ lệ thể tích. Còn bạn, bạn cảm thấy thế nào đối với cách giải này? Nếu như bạn còn có cách giải nào hay hơn thì hãy để lại một vài bình luận phía bên dưới. Mình kết thúc buổi giải đề thi minh họa tại đây nhé. Và nếu như bạn vẫn còn đang theo dõi video của mình thì đừng tiếc cho mình một nút like ngay nha. Cuối cùng, nếu đây là đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình thì đừng quên bấm vào nút đăng ký và bấm chiếc chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Zoomart TV. Mến chào và chúc các bạn một ngày học tập thật vui và thành công.